Harry. Dạ. Em có sợ ma không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì em chưa bao giờ thấy ma. Anh thì lại nghĩ khác, em không sợ ma là tại em sống kế bên con quỷ thì em sợ cái gì nữa. Đúng rồi. Vậy thì cái nỗi sợ của em là cái gì? Lem bèm của đàn ông. Chúng ta chuyển câu hỏi sang cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, em sẽ cái người đàn ông mà nói nhiều mà lèm bèm mà nói suốt cái ngày là nói em sợ. Nói hoài mà nói rồi mà nói hoài, nói rồi mà nói lại, rồi nói xong rồi nhai lại. Em sợ cái đó nhất. Ừ, chắc bà thì không. Ừ. Con gái thì không sao mà đàn ông mày làm vậy thì hơi khó. Mình chuyển câu hỏi qua cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Con gái mà như vậy, nếu mà đàn ông mà nói như vậy nó không được đàn ông lắm đúng không em? Dạ đúng rồi, không được manly cho lắm anh ơi. Oh yeah. Dạ. Anh cũng thích như vậy. Anh chị có cần một ly cà phê hay ly trà đào gì đó ra ngoài quán ngồi nói chuyện riêng. Ừ, chúng ta có một cái không gian riêng ngoài kia, có quán cà phê đẹp lắm. Ừ. Chúng tôi quay lại câu hỏi cuối cùng vẫn về cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và tôi khẳng định đây là câu hỏi chỉ dành cho giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Anh sợ gì ạ? Hưng sợ nhất là con chuột. Chỉ sợ chuột. Harry sợ gián. Dạ đúng rồi. Ủa mà mặt anh cũng giống như con chuột. Vậy là chúng ta còn phải sợ. Anh Hương, anh nói thật một câu đi. Mặt em có giống con chuột không? Không, con quỷ thì giống hơn. Giống gì?